Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hiệu quả dự án sản xuất củ khoai tây bằng công nghệ khí canh tại Hưng Yên. Nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm từ thức ăn đường phố tại Thái Bình. Các trường học tại Nam Định trang bị kỹ năng sống cho học sinh. Độc đáo nghi lễ Tế Cửu Khúc tại lễ hội Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2016, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên đã triển khai dự án xây dựng mô hình công nghệ khí canh sản xuất củ giống khoai tây sạch bệnh. Đến nay, dự án đã đem lại hiệu quả tích cực, giúp tạo ra giống khoai tây sạch bệnh, phục vụ bà con nông dân. Dự án sản xuất củ giống khoai tây siêu nguyên chủng trong nhà khí canh được Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đưa vào triển khai từ tháng 11 năm 2016 đến nay đã được 2 vụ thu hoạch. Năm 2018, trung tâm đã tiến hành trồng 5.000 cây giống của 2 giống khoai tây là Solarra và Maraben trong nhà khí canh với quy mô 400 m2. Công nghệ khí canh là công nghệ trồng cây không cần đất, dinh dưỡng được cung cấp bằng cách phun trực tiếp vào rễ cây. Môi trường hoàn toàn sạch bệnh, không cần dùng thuốc trừ sâu. Chu trình khép kín từ khi trồng đến khi thu hoạch, tiết kiệm nước và dinh dưỡng do có thể điều khiển tự động hóa thời gian phun dinh dưỡng. Tỉnh Hưng Yên thì hàng năm trồng cây vụ đông rất là nhiều và trong đó tập trung vào cái cây khoai tây cũng đối là lớn. Hàng năm nó tầm vào khoảng độ 620 cho đến 700 hectare khoai tây và để trồng được cái diện tích như vậy thì nó vào khoảng 800 cho đến 1.000 tấn khoai tây giống để trồng trên cái diện tích như vậy. Tuy nhiên là trong thời gian vừa qua thì chúng ta chủ yếu vẫn nhập các cái giống từ nước ngoài về. Thế còn bà con nông dân tự để giống thì nó cũng hạn chế rất là nhiều. Vừa là cái nhiễm về sâu bệnh, đấy, thế rồi là cái chất lượng cái củ giống cũng đạt yêu cầu. Thế thì xuất phát từ những việc như vậy và để chủ động được cái nguồn giống khoai tây sạch bệnh, thì Sở Khoa Công nghệ và đặc biệt Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cũng đã tham mưu và trình Bộ Khoa học Công nghệ đã cho xây dựng cái dự án. Sau 2 vụ thu hoạch, dự án đạt hiệu quả cao, sản lượng đạt 50.000 củ một vụ. Song song với sản xuất khoai tây giống siêu nguyên chủng trong nhà khí canh, trung tâm đã tiến hành sản xuất củ giống nguyên chủng ngoài đồng ruộng bằng cách xây dựng mô hình sản xuất củ giống khoai tây sạch bệnh tại huyện Tiên Lữ và huyện Văn Lâm, năng suất đạt 5,5 tạ một sào. Thành công của dự án đã mở ra hướng mới trong việc sản xuất củ giống khoai tây chất lượng cao trên địa bàn tỉnh, giúp chủ động về nguồn giống phục vụ sản xuất, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng. Với mục tiêu phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, từ năm 2017, tỉnh Nam Định đã hỗ trợ hơn 30 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm sạch liên kết để thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Sạch tỉnh. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Hiệp hội đã tích cực giới thiệu quảng bá tiềm năng, hàng hóa dịch vụ của các cơ sở sản xuất kinh doanh với các đối tác trong và ngoài tỉnh. Đẩy mạnh sản xuất tạo số lượng lớn sản phẩm hàng hóa an toàn, cung cấp cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, hầu hết các sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ mới chỉ được phân phối chủ yếu thông qua các siêu thị, trung tâm, cửa hàng nông sản, thực phẩm sạch mà chưa được tiêu thụ phổ biến trên thị trường. Sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ có giá thành sản xuất cao nên giá bán cũng cao hơn so với các sản phẩm nông nghiệp thông thường nên khó cạnh tranh. Trong khi người tiêu dùng chưa tin tưởng và khó phân biệt được đâu là sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Rào cản lớn nhất trong phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ ở tỉnh ta hiện nay, đó là quy mô sản xuất chủ yếu là nông hộ tự phát, manh mún. Tình trạng thiếu hiểu biết về quy định, trách nhiệm sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ hướng tới bảo đảm cung cấp sản phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng của nông dân cũng đang là một trở ngại không nhỏ cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian tới, tỉnh ta chủ trương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư lớn vào sản xuất nông nghiệp, tiếp tục xây dựng và triển khai toàn diện các nội dung trong chương trình hợp tác song phương giữa tỉnh ta và các tỉnh Ibaraki, Miyazaki, Fuku, Nhật Bản, phát triển nguồn nhân lực về khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao và khoa học quản lý, xây dựng và ban hành cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong nước và hướng tới xuất khẩu. Hiện nay đang là thời điểm thời tiết giao mùa, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lớn, độ ẩm cao, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong đàn gia súc gia cầm. Vì vậy, thời điểm này, tỉnh Hà Nam đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại cho người chăn nuôi. Xác định thời điểm giao mùa đồng nghĩa với nhiệt độ và độ ẩm có thể biến đổi mạnh là nguyên nhân dễ xảy ra các dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Để chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo ngành chuyên môn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và toàn diện. Trọng tâm là chỉ đạo các huyện, thành phố kiểm tra rà soát, thống kê lại toàn bộ đàn gia súc gia cầm trong diện tiêm để đăng ký số lượng vaccine, đảm bảo nhập đủ số lượng các loại vaccine theo yêu cầu và đảm bảo cho việc triển khai tiêm phòng được đầy đủ đúng thời gian. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các trung tâm dịch vụ nông nghiệp phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh cơ sở về công tác vệ sinh môi trường tại các thôn xóm, khu vực chăn nuôi. Chúng tôi giao cho cán bộ chuyên môn thường xuyên tập trung thời gian để bám sát cơ sở, đặc biệt là những nơi mà có nguy cơ cao cho dịch. Thì toàn bộ đội ngũ cán bộ từ trên huyện, xã chúng tôi thường xuyên để giao ban định kỳ. Những cái xã khu vực trọng điểm thì thường 2 ngày đến 3 ngày là chúng tôi họp với lại đội ngũ cán bộ thú y của địa phương để nắm tình hình. Trong những năm qua, ngành nghề chăn nuôi đã góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho bà con nông dân các địa phương. Tuy nhiên, thời điểm này, cùng với những diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, thời tiết chuyển mùa sẽ là điều kiện thuận lợi làm lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là dịch cúm gia cầm, dịch tai xanh ở lợn, dịch lở mồm long móng ở gia súc. Để phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi thực sự có hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, rất cần sự chủ động và ý thức tự giác của các hộ chăn nuôi. Trong những ngày gần đây, số lượng lợn tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Bình lên tới 200 tấn trên một ngày. Với số lượng lợn tiêu hủy lớn đang đặt ra vấn đề về môi trường tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, phản ánh của phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình tại huyện Thái Thụy. Những ngày gần đây, xã Thái Giang có những hố chôn hơn 70 con lợn bị bệnh dịch tả châu Phi với trọng lượng trên 8 tấn. Địa phương đã phải sử dụng quỹ đất 5% của xã để tiến hành tiêu hủy. Với số lợn phải tiêu hủy tính đến ngày 4 tháng 4 là trên 243 tấn. Việc tiêu hủy lợn nhiều buộc địa phương phải có phương án để đảm bảo không ô nhiễm môi trường. Số lợn là tiêu hủy lớn thì gặp phải là cái phần diện tích, cái quỹ đất để mà tổ chức tiêu hủy là còn một số địa phương là còn gặp khó khăn. Ví dụ như là cái bãi rác tập trung mà không để cái phần là diện tích dôi dưa thì là khó. Ví dụ như xã Thị Thanh ấy, là phải tiến hành là mua lại cái đất rau ổn định cho của hộ gia đình một sào với cái giá là 38 triệu trên một sào để mà có cái vị trí và có cái quỹ đất để mà tiêu hủy cái lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi. Với diễn biến của dịch cùng những mối nguy về ô nhiễm môi trường về sau, huyện Thái Thụy giám sát chặt chẽ quy trình tiêu hủy lợn của các địa phương. Đồng thời, yêu cầu các địa phương phải nghiêm túc thực hiện phòng tránh những hậu quả đem lại do việc chôn lấp lợn bị dịch không đúng quy cách. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong tỉnh Hưng Yên và cả nước, huyện Tiên Lữ đang tích cực triển khai công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Để hoàn thành đúng tiến độ đề ra, huyện đã chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị cũng như cơ sở vật chất cho cuộc tổng điều tra, đảm bảo chính xác, đúng trình tự quy định. Trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần này, huyện Tiên Lữ phải tiến hành điều tra gần 28.500 hộ dân ở 180 địa bàn dân cư và 23 địa bàn đặc thù. Toàn huyện đã huy động gần 95 điều tra viên, sử dụng phần mềm Capi, trực tiếp phỏng vấn, thu thập thông tin các hộ dân cư. Tính đến hết ngày 12 tháng 4, huyện đã thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở đạt trên 60% kế hoạch với trên 17.000 hộ trên địa bàn được điều tra. Để cuộc điều tra đảm bảo chính xác, đúng trình tự quy định, Ban chỉ đạo huyện Tiên Lữ đã yêu cầu Ban chỉ đạo các xã thị trấn tập trung tăng cường kiểm tra đôn đốc công tác điều tra thực địa, rà soát 100% số phiếu đã hoàn thành của từng điều tra viên, đảm bảo không bỏ sót hộ nhân khẩu nào và quyết tâm hoàn thành cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trước ngày 20 tháng 4. Sau hơn 10 ngày thu thập dữ liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đến nay huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã hoàn thành quá trình phỏng vấn, thu thập dữ liệu tổng điều tra của gần 24.000 hộ dân, đạt tỷ lệ trên 60%. Trong đó các địa phương có tỷ lệ đạt cao là thị trấn Bình Mỹ, xã Đồn Xá, Đồng Du và Mỹ Thọ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở, hiện nay Bình Lục cũng còn gặp một số khó khăn, nhất là trong giai đoạn thu thập dữ liệu. Các điều tra viên không gặp được các hộ dân vào giờ hành chính nên phải tận dụng ngày cuối tuần hoặc ngoài giờ làm việc để thu thập dữ liệu. Huyện Bình Lục phấn đấu hoàn thành các nội dung tổng điều tra trước ngày 20 tháng 4 tới. Sau 10 năm thực hiện điều trị cai nghiện methadone cho người nghiện ma túy tại tỉnh Nam Định, chương trình đã đem lại hiệu quả nhiều mặt cho người nghiện, cho gia đình người nghiện và cộng đồng xã hội, góp phần khống chế HIV/AIDS, đảm bảo an ninh trật tự và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có 8 cơ sở điều trị và một cơ sở cấp phát thuốc methadone tại trung tâm y tế các huyện và thành phố. Các cơ sở này đang điều trị cho hơn 1.900 người nghiện chất dạng thuốc phiện. Để việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone đạt hiệu quả cao, các cơ sở điều trị đã phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của việc điều trị bằng methadone. Theo thống kê của các cơ sở điều trị, số bệnh nhân tham gia tuân thủ điều trị methadone đạt 90%, tỷ lệ bệnh nhân còn sử dụng heroin trong 6 tháng đầu khi tham gia điều trị là 48%. Sau 6 tháng điều trị, giảm xuống còn 12% và sau 12 tháng điều trị, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 9%. Sức khỏe thể chất tinh thần của bệnh nhân được nâng cao rõ rệt. Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý, điều hành và thực hiện thủ tục hành chính. Sở Giáo dục và Đào tạo đã đầu tư hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin như kết nối mạng LAN, Internet. Nhờ đó, 100% cán bộ công chức Sở Giáo dục và Đào tạo đã sử dụng hộp thư công vụ. Năm 2018, hơn 4.600 văn bản đến, 2.500 văn bản đi dưới dạng điện tử, cung cấp hơn 200 dịch vụ công trực tuyến, góp phần giải quyết thủ tục nhanh, gọn, chính xác. Trong lĩnh vực chuyên môn, tất cả các đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh đã triển khai sử dụng thống nhất đồng bộ các phần mềm ứng dụng như phần mềm quản lý nhân sự, hệ thống sinh hoạt chuyên môn trường trực tuyến, hệ thống quản lý phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, phần mềm cơ sở dữ liệu ngành, hệ thống ngân hàng câu hỏi, phần mềm thi tập trung trực tuyến cho giáo viên và học sinh, phần mềm soạn bài giảng e-learning. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý giáo dục và thực hiện các thủ tục hành chính. Bên cạnh chương trình học chính khóa, thời gian qua các cấp học trên địa bàn tỉnh Nam Định đã chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Xác định trẻ em là những chủ nhân tương lai của đất nước, ngay từ bậc học mầm non, nhiều trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nam Định đã chú trọng đến các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, giúp các em đến gần hơn với thiên nhiên để các em được thỏa chí tò mò với vạn vật xung quanh và giúp các em trở nên nhanh nhẹn hoạt bát hơn. Những buổi sinh hoạt ngoại khóa luôn thu hút sự chú ý của các em học sinh vì không gò bó mà vẫn khơi gợi sự trải nghiệm sáng tạo. Hoạt động ngoại khóa được xem là sân chơi lành mạnh, an toàn và bổ ích, góp phần nâng cao kỹ năng sống, giúp các em học sinh được hòa mình vào thiên nhiên, được bồi dưỡng kỹ năng sống, rèn luyện tác phong, tư cách đạo đức, tự tin và chủ động hơn trong học tập, đồng thời trang bị cho học sinh nền tảng những kiến thức và các kỹ năng sống cần thiết. Tình trạng ùn tắc giao thông tại các cổng trường học vào giờ cao điểm, nhất là những ngày thời tiết mưa, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, diễn ra ở nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hải Dương. Tuy nhiên, ở những nơi xây dựng duy trì tốt mô hình cổng trường an toàn giao thông thì tình trạng nói trên đã được giải quyết. Không giống như nhiều trường học khác trên địa bàn, trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương là một trong số ít trường từ nhiều năm nay không xảy ra ùn tắc ở khu vực cổng trường sau mỗi giờ tan học. Mô hình cổng trường an toàn giao thông đã phát huy hiệu quả nên không còn hình ảnh phụ huynh đón con em đỗ xe chen lấn, dàn hàng ngang trên đường. Học sinh mỗi khối lớp khi tan học đều xếp thành hàng, có tổ dân phố điều tiết hướng dẫn giao thông nên không xảy ra ùn tắc. Từ mô hình cổng trường an toàn giao thông của trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng cho thấy, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cần phải có sự cam kết giữa nhà trường và các phụ huynh trong việc chấp hành quy định về an toàn giao thông, và đặc biệt là cần phải có đội tự quản của nhà trường tham gia cùng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, có 3 loại thức ăn đường phố, đó là bán trong các cửa hàng cố định, bán trên hè phố và bán xong. Hiện nay, các loại hình thức ăn này đang phát triển rất mạnh tại tỉnh Thái Bình. Vào giờ tan tầm, không khó để bắt gặp các xe đẩy, hàng quán vỉa hè bán thực phẩm chế biến sẵn. Bên cạnh mặt đường đầy bụi, những người bán hàng vô tư chiên rán thức ăn. Thức ăn sau khi chế biến lại không có một dụng cụ che đậy nào. Mặc dù chứng kiến tận mắt những hình ảnh như vậy, nhưng người dân vẫn mua. Nhà tôi thì vẫn ăn bình thường, vợ chồng con cái tôi, các cháu tôi ăn thì không thấy làm sao cả. Vậy cho nên là tôi thấy thuận tiện thì tôi vẫn cứ mua. Thực phẩm bẩn không chỉ len lỏi vào bữa cơm mỗi gia đình, mà còn hiện hữu hàng ngày, hàng giờ, ngay trước cổng trường học. Người chế biến không đeo găng tay. Nguyên liệu, gia vị thì không nhãn mác. Đáng lưu ý hơn là tại những hàng quán vỉa hè, hầu như người bán đều không thể đưa ra giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm. Không biết xuất xứ từ đâu. Một trong những hoạt động văn hóa nổi bật của lễ khai hội đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 là hội thi bánh chưng bánh tày tỉnh Phú Thọ mở rộng lần thứ 7. Hải Dương vinh dự là tỉnh duy nhất toàn quốc được chọn về tham dự hội thi này. Hội thi năm nay có sự góp mặt của 14 đội đến từ 13 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Thọ và một đội tỉnh Hải Dương. Ở nội dung thi gói bánh chưng, các đội có thời gian tối đa là 10 phút để gói 10 chiếc bánh chưng. Tuy nhiên, cả 14 đội đều hoàn thành trước thời gian và bánh có hình thức đẹp mắt. Là lần thứ 2 vinh dự được về tham gia hội thi, các nghệ nhân tỉnh Hải Dương đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và với sự nỗ lực khéo léo đã làm nên những chiếc bánh đẹp và thơm ngon nhất để kính dâng lên các vua hùng. Ở nội dung giã bánh dày, các đội có thời gian 30 phút để đồ sôi và có 15 phút để giã và hoàn thành bánh. Các đội dự phần thi này cũng đều hoàn thành sớm với 10 chiếc bánh dày có chất lượng và đẹp. Hội thi bánh chưng bánh dày là sự tái hiện câu chuyện hoàng tử Lang Liêu hiếu thảo năm xưa làm bánh chưng bánh dày dâng lên vua hùng, góp phần bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân tộc. Ban tổ chức sẽ trao giải nhất cho các đội hoàn thành sản phẩm trong thời gian nhanh nhất, hình thức đẹp, bánh dẻo, hương vị thơm ngon. Các đội giải nhất năm nay sẽ được làm bánh chưng và bánh dày dâng quốc tổ trong lễ hội đền Hùng năm sau. Kết quả đoàn Hải Dương giành giải nhất thi bánh dày và giải 3 bánh chưng. Hòa chung với không khí của ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, đền Quốc Mẫu Âu Cơ ở xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên đã long trọng tổ chức lễ hội truyền thống. Đây là di tích duy nhất trên địa bàn tỉnh thờ Quốc Mẫu Âu Cơ. Theo thần phả để lại, trên đường đánh đuổi giặc chiêm tống, vua Lê Đại Hành nghỉ chân ở đền Hoàng Xá Trang đã được Quốc Mẫu Âu Cơ báo mộng và cho 24 tướng tài cùng nhà vua đi đánh giặc. Sau khi thắng trận trở về, nhà vua cho xây dựng đền thờ để tạ ơn mẫu tổ Âu Cơ. Hàng năm, lễ hội được mở từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch để hướng về cội nguồn tri ân các bậc hiền thánh. Lễ hội được tổ chức với các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc như dâng hương tưởng niệm Đức Mẹ Âu Cơ và Đức Cha Lạc Long Quân, rước nước sông Hồng, rước kiệu và tế lễ. Ngoài phần lễ, trong phần hội sẽ tái hiện nhiều trò chơi dân gian như kéo co, đi cầu kiều. Lễ hội đã thu hút đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương đến chiêm bái. Tế Cửu Khúc là một trong những nghi lễ quan trọng của lễ hội Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhằm tưởng nhớ công đức của vua Đinh Tiên Hoàng, cầu quốc thái dân an, mùa màng tốt tươi. Sau nhiều năm bị thất truyền, từ năm 2016, Ninh Bình đã tiến hành phục dựng lại nghi lễ Tế Cửu Khúc nhằm bảo tồn và phát huy một nét văn hóa đặc sắc của vùng đất và con người cố đô ngàn năm Văn Hiến. Theo truyền thuyết, Đinh Bộ Lĩnh rất thích ca hát, nên khi lên ngôi hoàng đế, ông đã sử dụng nghệ thuật ca hát diễn sướng để phục vụ quân đội. Vì vậy, từ hàng nghìn năm nay, tại lễ hội Hoa Lư, nhân dân thường tổ chức nghi lễ tế vua, trong đó có Tế Cửu Khúc. Đây cũng là cách nhân dân ta ôn lại lịch sử và công lao của đức vua qua hình thức biểu diễn nghệ thuật độc đáo này. Tế Cửu Khúc gồm 9 khúc ca được trình bày theo nghệ thuật diễn sướng như đọc văn tế với 4 loại nhạc khí là đàn đáy, trống trầu, lời thơ và giọng hát. Đây cũng là một trong những loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo còn được lưu giữ cho đến ngày nay. Trong 9 khúc tấu và 9 khúc ca thì là có 2 vũ nữ. Khi mà lên 3 tiệc rượu, 3 tiệc trà, 1 tiệc tiến hương hoa và 1 tiệc lên củ sóc tế vật thì vũ nữ lên cùng với lại chánh tế đi phục vụ để cho cái cuộc tế và là vừa nghiêm túc mà lại vừa sôi động để giữ đúng cái truyền thống xưa kia của các cụ. Mỗi đội Tế Cửu Khúc tương gồm từ 17 đến 25 người. Những người được lựa chọn tham gia đội tế phải là người có đạo đức, phẩm cách tốt, được nhân dân tín nhiệm. Trước đây tế Cửu Khúc thường kéo dài tới 7 đêm, mỗi lần tế từ 7 đến 10 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên hiện nay tế Cửu Khúc chỉ diễn ra trong khoảng 2 tiếng nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng, tạo không khí sôi nổi cho lễ hội. Việc khôi phục lại nghi thức tế Cửu Khúc đã thu hút được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo nhân dân và du khách thập phương khi về với Ninh Bình, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của di sản phi vật thể, tạo ấn tượng với du khách khi về chảy hội Hoa Lư. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.